Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Từ một người vô danh tự nhận đang tập học theo lời Phật dạy và đầu trần, chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, Thích Minh Tuệ được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành hiện tượng mạng sư Thích Minh Tuệ. Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì? Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Người thực hành tu hạnh đầu đà nổi tiếng bất đắc dĩ. Theo ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, Thích Minh Tuệ được gọi là thầy, là nhà sư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông không phải là người tu hành đúng nghĩa. Điều này đã được Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định vào ngày 16 tháng 5. Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư Thích Minh Tuệ chính là ông Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Iarai, tỉnh Gia Lai, từng là nhân viên đo đạc địa chính. Người này cũng không tự nhận mình là thầy, nói rằng ông đang tập học theo lời dạy của Đức Phật. Thực ra, Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường, ông chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà, khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Thiếu vắng các YouTuber, TikToker, Facebooker nên các chuyến chân trần xuyên Việt của ông trước đây không gây ra sự ồn ào nào. Lần này, chính ông cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp, nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả. Trong giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn tu, Thích Minh Tuệ chọn cách hạnh đầu đà là quyền lựa chọn riêng của ông. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ, không có sự đúng sai, hơn kém ở đây. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đón lỏng sư thầy đi bộ, ròng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh, quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng, nhà nước. Chúng gieo rắc, thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành, đánh trao khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào. Bịa đặt rằng đảng, nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, nếu đám đông quay quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch sẽ rêu rao, công an cản trở nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục nghìn tăng, ni đang hưởng lạc trong chùa to, cổng kính, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng. Mục đích thứ ba là cổ suý, anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong vụ việc Thích Minh Tuệ, bên cạnh sự nồng nhiệt thái quá của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng ông này gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, rêu rao rằng hiện nay người dân Việt Nam đã bắt đầu thấy cần thiết phải có Đức Phật trong trái tim hay trong ngôi nhà của mình. Tự do tôn giáo không phải tự do lợi dụng tôn giáo. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta, mà là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng, ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự.
đạo Tin Lành và đạo Cao Đài đứng thứ 3 và thứ 4 về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng như nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm. Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày này, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản hàng năm. Đây là một trong những minh chứng về việc Đảng, nhà nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Thầy chùa tự xưng bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trái ngược với lối tu hạnh đầu đà của sư Thích Minh Tuệ, năm 2022 và 2023, trên mạng xã hội đã nổi lên hiện tượng sư giả Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi. Trong suốt thời gian dài được biết đến với danh xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, với các video nhà sư ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hộp vịt lộn và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm. Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, Nguyễn Minh Phúc vẫn chưa xuất gia, danh thầy chùa chỉ là do người này tự xưng. Điều đáng nói, Nguyễn Minh Phúc không chỉ gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận bởi hành vi, lời nói phản cảm, lệch chuẩn của mình, mà người này cũng vừa bị Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, Công an huyện Củ Chi đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do thầy chùa tự xưng Thích Tâm Phúc thực hiện. Bị hại trong vụ án là bà Tê, sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn. Qua điều tra, công an xác định năm 2021, bà Tê có mua một thửa đất diện tích 420,3 m², nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15, diện tích 892,9 m², tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông NVT và bà NTCN với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Tê thông qua anh LVV, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý. Dù không có khả năng nhưng Phúc vẫn nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà Tê với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc đưa cho bà Tê một giấy, còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà Tê thì Phúc cất vào két sắt. Phúc đợi khi nào bà Tê đưa số tiền còn lại mới trả giấy tờ cho bà này. Sau khi hành vi của Phúc bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc về Việt Nam, Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.